cũng chưa biết hồi kết khi nào. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, những khó khăn thách thức đối với ngành giáo dục sẽ còn nhiều và thậm chí là lớn hơn. Và câu chuyện tới lớp học trực tiếp hoặc có thể học trực tuyến hay tiến hành kết hợp các hình thức. Tỉnh miền Trung thất bại, chính quyền Pháp thực hiện chính sách đầy ải, đàn áp, giết chóc những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Chúng tôi đồng chí Ngô Đức nói Việt Nam, số 4143 Phố Hoàng Kiệu, Hà Nội. Hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vopi@gmail.com. Rồi thì bây giờ em có điều gì muốn chia sẻ với mẹ mà trước giờ mình chưa có cơ hội để trực tiếp nói ra hay không? Nè, chuẩn bị gì ta? Các danh sách, thời gian, địa điểm và cách đưa đón.